Chào mọi người, mình là Trung, bên kênh Cần Câu Nhật Bản nha mọi người. Hôm nay tiếp tục quay cần câu. Hôm nay toàn cần câu tay thôi nha mọi người, cần câu đơn. Đấy. Đầu tiên là cái cần này, cần câu tay. Cái cần này thì mình không nhìn thấy tem nữa nên là mình không biết nó là cái hiệu gì. Đấy. Này, còn sơ cái tay của nó này. Chất liệu là phíp nha mọi người, chất liệu phíp. Ngoại hình của cái cần này khoảng cỡ 70%. Đó, đọt này. Xước. Đây xước sơn nha mọi người. 1 2 3 4 5 5 lắm tất cả. Nằm lóc. Cần này dài 4m2, thu vào là 1m này, đường kính đột đỉnh là 1 ly này, cân nặng 180g. Cần này số 1 130. Số 1 130 nha mọi người. Tiếp theo số 2 là một cây cần chất liệu là phíp. Ngoại hình của cái cần này khoảng 85-90%. Đấy. Đọc của nó đây. Một lóng, hai lóng, ba lóng, bốn lóng nha mọi người, bốn lóng tất cả. Bốn lóng. Cần này dài 3m4, thu vào là 1m06, đường kính đột đỉnh là 1,7 ly, cân nặng 140g. Đấy. Cần này ngoại hình khoảng 85-90% đó nha mọi người. Số 2. Số 2. Cần này giá 140.000. 140.000 nha mọi người. Số 3 là một cái cần KVI này. KVI. Cần này chất liệu là phíp nha mọi người. Ngoại hình của cái cần này thì 90%. Ngoại hình được 90% này. Còn gắn cái này. Tọc rất là mảnh nha mọi người. 1 2 3 4 5 lóng nha mọi người, 5 lóng. Cần này dài 4m3, thu vào 1m02, đường kính đột đỉnh của nó là 0,8 ly, cân nặng 160g. Cái này cây số 3. 140.000. Số 3 140.000 nha mọi người. Cần số 4. Số 4 là một cây cần Daiwa. Chất liệu là phíp nha mọi người, chất liệu là phíp. Ngoại hình của cây cần này 85%. 85%. Đấy. 1 lóng, 2 lóng, 3 lóng nha mọi người. Cần này 3 lóng. Cần này dài 2m8, thu vào là 1m04, đường kính đột đỉnh là 1,3 ly, cân nặng là 140g. Cây này cây số 4. Cây này 140.000. Số 4, 140.000 nha mọi người. Tiếp theo, số 5 lại tới một cây cần. Cần này là cần Apollo nha mọi người, hiệu Apollo. Cần này chất liệu là phíp, ngoại hình của cây cần này khoảng 80%. Đây, cái đầu của nó này. Đấy. Có một cái lóng nó bị nứt bể chỗ này nha mọi người. Này, nứt bể đây. Người có vẻ về quấn cước, quấn nhựa vào đây gia cố. Này, này, thấy uống này vẫn cứng này. Đấy, tại vì nó còn một đoạn dài dưới này nữa.
Đây. Đây. Đoạn này là đoạn nối độc nha mọi người, đoạn này đoạn nối độc. Đây, nối độc ở đây này. Đấy. Đây với là bắt đầu lóng thứ hai này. 2 3 4 5 6 lóng nha mọi người, 6 lóng. 6 lóng. Cái cần này dài 5m3, thu vào là 1m03. Đường kính đột đỉnh của nó là 1 ly, cân nặng là 380g. Cái cần này cần số 5. Số 5. Cần này em bán 130.000. 130.000. Để cho mọi người về xử lý cái đoạn nứt một lóng nha mọi người. Số 6. Đây, cần này. Cần này chất liệu là khiếp nha mọi người. Ngoại hình của cái cần này khoảng 90%. Đây, hộp này. Đấy, 1 2 3 4 5 6 7 lóng. 7 lóng tất cả nha mọi người. 7 lóng. Cái cần này dài 5m4 này, thu vào 89cm, đường kính đột đỉnh là 1 ly, cân nặng 420g. Cái này cây số 6. Cái này bán 160. Số 6 160.000 nha mọi người. Số 7 là một cây cần kinh tên. Cần kinh tên. Này, cần này chất liệu là phíp. Ngoại hình của cây cần này 90-95%. 95% rất là mới. Đấy. Đọc này. 1 lóng, 2 lóng, 3 lóng, 4 lóng, 5 lóng tất cả nha mọi người, 5 lóng. Cần này dài 4m4, thu vào là 1m04. Cân nặng 160g. Cái độc đỉnh là 1 ly nha mọi người. Độc đỉnh 1 ly. Này cây số 7. Số 7. Cái gần này bán 150.000. Số 7 150.000 nha mọi người. Tiếp theo số 8. Số 8 là một cây cần đai hoa. Cần đai hoa nha mọi người. Cần này chất liệu là phíp. Ngoại hình của cây cần này khoảng 90%. 90%. 10% trở lên nha mọi người. Đây. 1 2 3 4 5 6 7 7 lóng tất cả nha mọi người. Đây lóng tất cả. Cái cần này sưu tầm cũng được này. Cần này dài 5m2, thu vào là 93cm, đường kính đột đỉnh của nó là 0,9 ly, cân nặng là 380g. Cái cần này cây số 8, số 8. Cái cần này bán 180.000 nha mọi người, 180.000. Số 9 là một cây cần, cần này giờ cái tay mới đạp không ra nữa là cần gì đâu. Cần này như đã từng chế, cần này đã từng chế gắn máy này. Đấy, đọc của nó này, những cái đọc này người ta thay cái đọc để cho nó cứng hơn rồi mọi người. Đấy, thay cái đọc để cho nó cứng hơn rồi. Ồ, trong này carbon mọi người ơi. Này, người ta thay mấy cái lóng trong này thành lóng carbon, xài cho nó bền nha mọi người. Đây, cần tay nhưng mà thay đọc này, thay cái lóng carbon này. Đấy, thay cái lóng một bên nhé. Ờ, đây có một cái lóng riêng nữa nè. Đấy, đây có một cái lóng riêng nè. Quấn cước, quấn đồ gì đây.
nối lóng này, chỗ này nối cái lóng vào. Ok. Ba bốn này chế lóng tà lê luôn, năm, tất cả năm lóng rồi, cần chế đâu. Đấy. Cần chế dài 4 mét, thu vào 95 cm, đường kính của cái đọt là 1.1 ly, cân nặng là 200 gram. Cần này cần số 9 9, cần này mình bán 100 nha mọi người, số 9 100. Tiếp theo là một cái cần Quinton nha mọi người, Quinton. Cần này là China xuất nhập. Cần này chất liệu là thiếp nha mọi người, ngoại hình của cần này. Giọng phát giải mất cái đoạn đọc chỗ này rồi, giải mất cái đoạn đọc chỗ này rồi mọi người, giọng phát giải mất cái đoạn đọc này. Cần này chất liệu là phíp, nhưng mà ngoại hình cây cần này khoảng 90%, mắc cái giọng xuống phát giải mất cái đoạn đọc chỗ này mọi người, rồi cắt cái chỗ này đi nhé, cắt chỗ này đi, làm cái chỗ này làm cái đoạn đọc luôn nhé. Đấy, một lóng, hai lóng, ba lóng, 4 lóng, 5 lóng nha mọi người, 5 lóng. Cái cần này dài 4,5 m nè, thu vào là 1,04 m nè, đường kính đọc đỉnh là 1 ly. Nhưng mà giờ chắc là nó phải 1 ly mốt, 1 ly 2 rồi, nó giải một đoạn nha mọi người. Nặng 160 g. Cái cần này cần số 10. Cần số 10 giá 100 nha mọi người, giá 100. Số 11. Đây số 11 là cái cần hải hiệu Kitsu này nha mọi người, cần Kitsu này. Cần này thì chất liệu là phíp, ngoại hình của cái cần này khoảng 85-90%. Đây cái đầu của nó. Cái đầu này bị thay rồi nha mọi người, người ta thay cái đầu khác rồi. Một lóng, hai lóng, ba lóng, bốn lóng, năm lóng, sáu lóng, tất cả nha mọi người, sáu lóng. Sao lắm tất cả. Cái cần này dài 5,3 m, thu vào là 1,03 m, đường kính đọc đỉnh của nó là 2 ly. Người ta thay cái đọt cho nó mạnh nha mọi người, người ta thay cái đọt cho nó mạnh. Đấy, dài 3, nặng 320 g. Cái này số 11. 11 đây. Cái cần này 11, cái cần này bán 200. 11, 200 nha mọi người. Tiếp theo, đây là cây cần gì mà có trợ máy đây. TSR gì đây. Chất liệu là phíp nha mọi người. Chất liệu là phíp. Đây, cần tay mà có trợ máy á, cần tay trợ máy. Chất liệu là phíp. Đây, vàng. Mấy cái dù này nó hơi bị bung mọi người, về xử lý lại keo kích cho nó dính chặt vào nhá. Chỗ này thì mắc một cái phan chỗ này nè, gãi mất phan rồi. Đây, còn đấy. Ok. Đây, đây này. Đây.
lóng, 2 lóng, 3 lóng, 4 lóng, 5 lóng, 6 lóng. Cần này 6 lóng nha mọi người, 6 lóng. Cần tay từ máy bát này. Cần này dài 4,5 m, thu vào 89 cm. 89 cm. Đường kính độc đỉnh của nó là 65 ly, cân nặng là 260 g. Đây nó mắc cái nắp đít. Cần này cần số 12. Rồi số 12 nha mọi người. Cái gần này bán 120.000. 120.000 nha mọi người. Số 13 là một cây cần Nixon. Cần Nixon nha mọi người, cần tay Nixon. Cần này chất liệu là phíp. Và hình của cái cần này thì khoảng 75%. 75-80%. Đây đọt. Lóng, 2 lóng, 3 lóng, 4 lóng, 5 lóng, 6 lóng nha mọi người, 6 lóng. Cái cần này dài 55 cm, dài 50 m rưỡi, đường kính độc đỉnh của nó là 0,8 ly. Thu vào là 1,02 m, cân nặng là 310 g. Cái này cái số 13. Cái này bán 130.000. 130.000 nha mọi người. Tiếp theo cần số 14. Số 14 là một cái cần hiệu gì thì giờ không thấy tên rồi, lắp mất tên rồi. Cần này chất liệu là phíp. Ngoại hình của cái cần này 80-85%. Đọt này, đọt khá là to nha mọi người. 1, 2, 3, 4 lóng nha mọi người, 4 lóng. Cái cần này dài 3,5 m, thu vào 1,03 m, đường kính độc đỉnh là 1,6 ly, cân nặng là 140 g. Đấy. Cái này cây số 14. Cái này cái số 14 nha mọi người. Số 14. Cái này 100. 14 100 nha mọi người. Cần số 15. Số 15. Cái gần tay này cũng không biết hiệu gì nữa. Đây, top tem rồi. Chỗ này nó bị xước nha. Chất liệu là phíp, ngoại hình của cái cần này thì khoảng 75%. Đây, cái đọt của nó đây. Chất liệu là phíp. Đây. 1 lóng, 2 lóng, 3 lóng, 4 lóng, 5 lóng, 6 lóng, 7 lóng, 8 lóng nha mọi người. 8 lóng. Cần được đang đo lại luôn. Chưa có thông số rồi, mất thông số rồi. Mọi người, cần là dài 4,5 m. Dài 4,5 m nha. Thu vào khoảng 65 cm.
1,8 ly nha mọi người. 1,8 ly. Đường kính đọc đỉnh là 0,8 ly. 8 ly. Cân nặng là 200 gram. 200 gram nha mọi người, cân nặng 200 gram. Đấy. Cái cần này cần số 15. 15. Cái cần này giá 100.000 nha mọi người. 16 là một cái cần đai hoa, chất liệu là phíp. Ngoại hình của cái cần này khoảng 85-90% đọt này. Đấy. 1 lóng, 2 lóng, 3 lóng, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 nha mọi người. 9 lóng. Chính lắm. Cần này dài 3m2, thu vào 47cm, đường kính đọc đỉnh là 0,8 ly, cân nặng là 110g. Đấy mọi người, cái cần này cần số 16. Cái này bán 100.000. 16-100.000 nha mọi người. Tiếp theo cần số 17. Cần số 17 là một cái cần hiệu gì đây, đây tay như thế này thôi, còn giờ mình không biết nó hiệu gì. Đây, chất liệu là phíp, ngoại hình của cái cần này khoảng 85-90% nha mọi người, đọc này. 1 lóng, 2, 3 lóng, 4 lóng, 5 lóng, 6 lóng, 7 lóng, 8 lóng, 9 lóng, 10 lóng, 11 lóng, 12 lóng nhé. 12 lóng. Cái cần này dài 4m, thu vào là 47cm, đường dài 4m4 nha mọi người, dài 4m, thu vào là 47cm, đường kính đọc đỉnh là 0,7 ly, cân nặng là 180g. Cây này cây số 17. Cây này bán 130.000 nhé, 130.000 nha mọi người. Tiếp theo số 18. Số 18 là một cái vật nha mọi người, cái vật nấu, cái vật thúc này, vật kia thúc này. Đấy, cái để gắn cái đầu vật vào nhé. Đấy. Cái này có hai thúc, lặn như thế này siết lại, lấy ra, nhét vào. Đấy. Cái này á, chiều dài của nó là 2m2, thu vào là 2m2. Từ từ mình đo lại, có cái lạ đấy. Giờ mình sẽ đo lại đến cắt. Thấy thông số có cái ghi nhầm. Vào 98cm là đúng rồi. Để mình vẽ ra xem chiều dài bao nhiêu chứ, viết thì mình nhầm rồi. Một mét bảy, một mét
1m76 nha mọi người, 1m76 chứ không phải 2m2 đâu, 1m76. Một feet 7 nha mọi người, 1m76, 1m75 đó, 1m7 đi, 1m7, nặng 240g nha mọi người, nặng 240g. Đấy, cái này bằng kim loại nha mọi người, cái này bằng kim loại. Kim loại nó thấy nặng. Đây, cái này là của Olympic luôn nha mọi người, Olympic. Không, cái này cũng bằng phíp hay sao, chứ không phải bằng kim loại đâu, cái đầu là bằng kim loại thôi, Đây, cái này là cây số 18. Cái này bán 150.000. 18 150.000 nha mọi người. 19 là một cây đỡ này. Cây đỡ cần. Đấy. Cái này bằng kim loại nha mọi người. Bằng kim loại đây. Thép thiết gì đây. Cây này dài 1m1, dài 1m1, nặng là 210g. Giá là 100.000. Số 19. 100k. 19 100k nha mọi người. 20. Không có cái xỉa này. Xỉa nha mọi người. Chích đâm. Đây. Cán trúc, tre trúc nha. Này, nó về cả cái thứ này luôn mọi người. Rồi mình thử xem cái này, mình đo xem thử cái này bao nhiêu mét nhé. 1, 2, 3 là 1m2. 1m2 với đây nữa là 1m3. 1m3 nha mọi người. 1m32 là 1m3 đấy. Đấy. Ui. Cái này ai chứ? Không, đánh số luôn. Số 20. Cái này 80k nha mọi người. 80k. Rồi, cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi video này của mình. Mọi người mua hàng thì liên hệ giúp mình số điện thoại bán hàng là 0786 55 55 99. Mình ở Đà Nẵng nha mọi người. Mọi người mua hàng đồ cao thì mình sẽ ship code, và đơn hàng từ 200.000 trở lên thì mình sẽ ship nha mọi người. Và một vấn đề quan trọng nữa là trước khi mọi người nhận hàng phải mở hàng ra kiểm tra coi cẩn thận xem đúng hàng hay không, rồi có bị nhầm lẫn thiếu sót gì so với mô tả ở trên video hay không, hoặc là bị gãy vỡ nứt gãy đồ gì đó nha mọi người. Đấy, mọi người phải xem thật kỹ trước khi nhận hàng, và nếu mà có trục trặc gì thì phải alo điện cho mình giải quyết ngay lúc đó, là hoàn hàng hay là giá cả như thế nào đó thì ngay lúc đó. Còn mình sẽ không giải quyết những trường hợp mà đã nhận hàng rồi mới báo nha mọi người. Cảm ơn mọi người rất nhiều, tại vì đã nhận hàng là việc tên nó báo thành công rồi là phức tạp lắm.